kính chào cả nhà. Hôm nay bên cửa hàng em lại về con Kibora đây 28S nha. Con này mới lắm nha mọi người. Đó, mọi người xem nè. Kibora 28S. Đó, em lên sóng cho cả nhà tham khảo. Rồi để đây đi. Đạp ga đi. Hàng nguyên zin mới về nha, bên em không có. Chưa có dọn dẹp con này nha cả nhà. Rồi đèn siêu sáng luôn. Xi nhan. Xi nhan đầy đủ nha cả nhà. Rồi, coi con. Chờ lực lái. Chờ lực lái nha cả nhà. Rồi ok. Dọn dẹp về nè. Hàng nguyên zin bọn em chưa. Con này cái đuôi chuột nó ở trong này rồi thằng tết. Đây đuôi đó cả nhà. Nguyên rin về chưa dọn dẹp nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn hàng nguyên rin chưa xịt rửa luôn. Đây, bù lon ốc vít còn vàng 7 màu luôn nè. Còn đất còn đồ vàng 7 màu nè. Con này đẹp lắm nha. Đây, cả nhà xem cái đùi sau cái thanh nó ngay chụp cái thân kính cái chỗ. Cái cây nó bắt ngang mà nó vàng nè cả nhà. Và mà ngậm bùn đất. Vàng ống luôn ha. Đùi thẳng đẹp. Đất không ở nhà thấy chưa? Cái này bên em nuôi con này nguyên zin luôn. Đây ví dụ đu chuột đó. Đem mát ốc vít đất này. Đất này cả nhà em, đất bám một cục cục luôn. Siêu bền nha cả nhà. Phía sau em nó hợp đựng đồ nghề. Hợp đựng đồ nghề cả nhà. Còn đầy đắp luôn. Xem. Đây, cứ gầm tầm đất cả nhà thấy không? Đất này cục 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 luôn nè. Rồi, thông số lớp. Lớp nguyên zin. Lớp mâm nguyên zin nha cả nhà. Mâm con này đẹp luôn nha cả nhà này. Nguyên zin mà chỉ hơi mấy chỗ này nó hơi gọi là hơi cháy cháy xí xí thôi nha. Còn nhìn đẹp tuyệt vời luôn. 12.4 26. Made in Japan.
xung quanh mầm măng của anh nó chỉ là hơi chăn chim một tí thôi nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Này. Còn lớp gai còn gọi đẹp luôn. Lớp này 90%. Ốc vít này. Ốc tán này. Ốc tán này. Chỗ này mình cháy mà chưa hết nhà đó. Vàng luôn cả nhà. Nhà nhìn gai em này. Gai cao chưa? Con này là khá đẹp nha cả nhà, khá đẹp cho con Sibra D28F. Lớp trước, đó, phía trên của em nó là lớp trước là nguyên rin luôn và đứt chân chim nha cả nhà, răng răng này, đó, mọi người thấy không? Răng, gai thì còn cao, được, nhưng mà hơi răng. 86. Của Nhật luôn. Mamrin. Động cơ 4 máy. Đây hai cái bơm. Đây cũng vậy nè cả nhà, đất bám trên bơm đầy luôn này. Cái chốt bẩn của nó mà cả nhà xem này, vàng sáng 7 màu luôn. Bình nước phụ. Động cơ 4 máy. Cái lốc máy chỗ này là hơi tóc nha cả nhà, tóc lốc sơn pin nha. Đây là đất này cả nhà này. N880. Rin từ Nhật về luôn nha cả nhà. Đây mọi người thêm cái bên hông anh nó này. Đây là đất nha. Đây. Đó. Chỗ này là con ấy, chỗ này đất. Riêng lớp đất luôn. Ốc vít. Ốc vít trên nó sáng vàng 7 màu luôn á. Chưa ố hết luôn cả nhà nhìn. Con này nó mới vậy nè. Đây cái chân cái cần ga, cái cần thắng nè cả nhà thấy không? Còn vàng nữa nè. Bám đất nhưng còn vàng nữa. Đây là bình nhớt trợ lực nha. Cầm được cái mô e cả nhà nhé, mới vàng đây. Đây đây là bám đất đó, ở trong này đất này nè.
rin. Ngay chỗ cái thanh này, cái chấm chốt này nó còn vàng luôn cả nhà. Chỗ này là bám đất này. Còn nguyên này. Vàng chưa cháy hết mà vàng xè luôn. Đó, đây đất nha. Đó. Rửa ra là đẹp luôn. Học bích còn sáng luôn. Đây, ở dưới chỗ cái sàn này cả nhà thấy không, còn nguyên đất nguyên đồ mà đình đẹp nha. Nó còn nguyên lót nữa, còn nguyên đất luôn nè. Chân côn mà còn đẹp luôn, mới luôn. Nước sơn là nguyên rin nha cả nhà. Bên em chưa có sơ, có dặm mà gì cũng chưa có, có đánh bát luôn, để nguyên rin. Đây là tầng nhanh chậm nha. Đó, nhanh chậm nè, có 4 tầng. À, số xới là có 4 số nè cả nhà, 4 số xới nè. Tầng nhanh chậm nè. Đây là hướng dẫn thông số nè. Có tem hướng dẫn đầy đủ luôn. Cả nhà mình cứ vào Google nha. Ghế thì nguyên rin luôn, em ru nhà cả nhà, nguyên rin từ Nhật về luôn, em ru sờ băng. Con này bên em chưa dọn nên là chưa đánh bát đến đồ lại nên là nó chưa được sáng cái nước sơn đó. Đó mà chạy trên 800 giờ thôi cả nhà, tốc độ 15 km/h. Con này là số chạy nè, cần chạy là trên vô lăng, 4 số chạy. Tiếng lùi là trên vô lăng nha cả nhà, cần tiếng lùi trên vô lăng. Qua ngồi lái thì thoải mái. Rồi, thắng đi sai gì là đầy đủ luôn đây. Nước sơn nó nguyên rin mình nó còn đẹp nha cả nhà. Đó, bên em chưa có đánh bắt, chưa có gì lại luôn, để đi luôn nè. Nó xịt chưa. Cái rửa lắm ghê chứ, con này vip. Mọi người chúng em còn nguyên tem, nguyên mát rồi nè, nhìn Cibra D28F mới cập bến tại cửa hàng. Đây, bô đứng của em nó nè, bô đứng tròn của em nè. Hai cầu trợ lực lái. Ở nhà ai cần thì cứ liên hệ. Rồi mình xin kết thúc video tại đây.